Đội ngũ y bác xin kính chào khách. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 2020. Và trong video clip ngày hôm nay thì xưởng em vừa dựng xong phần bọc bộ Âu Á cuốn thư hàng siêu dày siêu VIP, và được xưởng em là 100% chất liệu gỗ hương đá của La Phi, và gồm là 6 món, và được xưởng em là đục chạm bằng CNC và đục là tứ quý các anh nhá. Và bộ sản phẩm này thì xưởng em đang chào bán công khai với giá là 38 triệu đồng. Và với mức giá 38 triệu đồng đó thì khách hàng được những gì? Thì ngay giờ sẽ đi vào phần chi tiết để thông báo cũng như là báo cáo phần độ dày cũng như là kích thước của sản phẩm. Và trên mình màn hình vị đang thấy là chiếc đoàn dài có kích thước là dài là 2m45 và chiều sâu là 78, và chiều cao từ mặt đất lên đỉnh trương là cao 1m15. Và lại gần hơn cái chi tiết phần vách đục thì xưởng em là ván vách là dày là 2 phân và đục chạm là bằng CNC và đục rất là sắc nét các anh nhá. Xưởng em là đục chạm rất là sắc nét, phần mẫu của phần đục CNC này thì xưởng em là đục rất là sắc nét. Đó. Và tiếp theo đó là về phần xương. Phần xương xưởng em làm dày là 6 phân. Độ dày là 6 phân anh nhá. Khẳng định trên thị trường không có một cơ sở nào làm dày là 6 phân cả. Riêng cơ sở em làm dày là 6 phân thôi. Đó, và về phần xương này cũng vậy. Xương này của xưởng em là dày là 10 phân. Khác biệt so với cái sản phẩm trên thị trường. Và tiếp theo đó về phần cột. Phần cột xưởng em làm bản rộng 10 phân, bản rộng 10 phân và độ dày là 7 phân. Đó. Và tất cả những phần chi tiết phụ như này xưởng em đều làm dày là 3 phân và có mộng mạng đầy đủ các anh nhá. Mộng mạng đầy đủ cắm vào phần xương. Đó. Và tiếp theo phần tay cù. Phần tay cù này xưởng em làm vuông 8 phân. Vuông 8 phân. Và tiếp theo về phần tầng dưới. Tầng dưới các anh nhá. Xưởng em làm khuôn tranh dày 3 phân rưỡi. Cổ là đục triện chữ vạn. Đó. Cổ độc triện chữ vạn và phần yếm là dày 3 phân. Và tua góc xưởng em cũng làm đục các anh nhá, không phải làm hàng như mọi lần xưởng em vẫn quay. Đó, và chân là chân vuông 10. Riêng hai phần cổ và phần tua này nó đắt hơn hàng thị trường là khoảng 2 đến 3 triệu đồng rồi. Đó. Và tiếp theo là phần ván hộp. Ván tay hộp này xưởng em cũng làm dày là 2 phân. Ván tay hộp cũng làm dày 2 phân các anh nhá. Và đầu tay thì xưởng em là đục cá chép. Đó, đục cá chép. Và tiếp theo đó là về phần ván mặt. Ván mặt liền một tấm dày 2 phân các anh nhá. Liền một tấm dày 2 phân. Rất là dày đấy. Và toàn bộ được xưởng em là chọn gỗ lục lạc trần lõi. Và tiếp theo đó là một chiếc ghế đơn có kích thước là chiều ngang là 96 và chiều sâu là 78 và chiều cao mặt đất lên đỉnh trường là cao là 1m15. Và thông số độ dày thì vẫn như là chiếc đoạn, xương dày 6 phân. Ván vách dày là 2 phân. Cột dày 7. Và rộng 10. Đó. Ván mặt dày 2 phân nìa tấn. Khuôn tranh 3 phân rưỡi, yếm 3 phân. Cổ đục triện chữ vạn cũng như triện góc cũng đục. Và tiếp theo đó là chiếc bàn nó rất là lớn, là kích thước là rộng là 75, dài 1m47 và mặt ván liền một tấm dày 2 phân các anh nhá. Mặt ván liền một tấm dày 2 phân và được xưởng em là chọn vân cũng như là hàng lục lạc trần lõi. Và tiếp theo đó là chiếc đôn đầu bàn có kích thước là 75, rộng 75 và dài là 40. Và phần ngăn kéo thì xưởng em có thiết kế là phần re trượt ngăn kéo anh nhá. Re trượt ngăn kéo. Không phải là hàng đỡ ở đây như hàng phổ thông trên thị trường. Đó, rất là nhiều cơ sở làm không làm re. Làm re nó có tiện lợi là khi mình đóng vào nó sẽ không phải hãm cái gì cả. Đóng vào là xong thôi. Đây là hiện tại thì xưởng em chưa sửa nguội. Chưa sửa nguội các anh nhá. À, về vẫn còn cái đinh xưởng em hãm ở đây nên là chưa đóng được vào. Đó, khách hàng phải chưa cái phần đinh của em đóng ở đây thì nó chưa đóng được vào. Đó. Tất cả phần đây. Tua dưới xưởng em đều đục hết cả bàn,
cũng như chiếc bàn có thiết kế hai chiếc ngăn kéo ở hai đầu. Ở hai đầu đây, đầu bên này và đầu bên kia. Và khách hàng nào quan tâm đến cái sản phẩm bộ ô áo cuốn thư hàng vách đục từ quý này, hàng siêu dày siêu vip, chất liệu gỗ hương đá của Lafy gồm 6 món như trên màn hình đang thấy, là kèm một chiếc đôn ngồi nữa là vuông 40-40. Đó, là xưởng em đang chào bán công khai với giá là 38 triệu đồng. Và khách hàng nào quan tâm muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em theo hai số điện thoại trên màn là 096 882 40 hoặc 086 882 40. Và video xưởng em đang quay trực tiếp tại gian hàng Tố Gỗ Mỹ Hạnh Bắc, ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và phía bên trong xưởng em còn rất là nhiều cái sản phẩm, cũng như là trên sàn hai vẫn còn rất là nhiều sản phẩm khác khách hàng nhé. Và xưởng em là rất mong muốn khách hàng có thể về trực tiếp xưởng em để được so sánh cái sản phẩm của Tố Gỗ Mắc với cái sản phẩm trên thị trường, cũng như là mộc sở thị của sản phẩm bên xưởng em. Và ngoài ra thì xưởng em nhận đặt hàng theo yêu cầu khách về kích thước, mẫu mã, về loại gỗ. Và ngoài ra xưởng em có vận chuyển toàn quốc để cho những khách hàng ở xa có thể thông qua cái video clip này, xưởng em gửi đến khách hàng những hình ảnh chân thực nhất và thực tế nhất. Và mọi thông tin khách hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em qua hai số điện thoại trên màn ảnh là 096 882 40 086 882 40 hoặc về trực tiếp tại làng Ngày Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video xưởng em cũng xin là kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại quý khách tại video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.